vị và các bạn xem cuộc đua xe công thức 1 diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng ngày 21 tháng 4 năm 2021. Đây là các thí sinh đang dạo xe, đang thử xe để chuẩn bị bước vào cuộc thi nảy lửa giành chiến thắng trong cuộc thi này. Đây là các thí sinh đang dạo xe, đang thử xe để chuẩn bị đi vào cuộc đua công thức 1. Mời quý vị và các bạn đón xem. Mời quý vị và các bạn đón xem trường đua xe ô tô của các thí sinh nhí. Hiện nay ở trong sân đã có 6, 2, 4, 6, 7 xe. Bảy xe này đang đua nhau, các tay đua đang chạy lòng vòng quanh sân để tranh đường đi, thậm chí nhiều khi còn húc cả vào nhau nữa. Hiện nay ở trong bãi đỗ xe còn rất nhiều xe, 2, 4, 6, 8, còn 8 chiếc xe nữa đang chờ khách, để có nghĩa là chờ vận động viên để vào thi đấu. Còn hiện tại ở trong sân là có 7 xe ô tô đang thi đấu trên đường đua, thậm chí còn tranh giành nhau trên đường, còn va đâm húc. Các thí sinh rất hồ hởi, phấn khởi và tay lái rất điêu luyện. Thậm chí có thí sinh còn có cả người phụ tá bên cạnh. Đấy, người phụ tá bên cạnh tầm khoảng ngoài 30 tuổi. Đấy là thí sinh có phụ tá. Đấy, các tay đua, các bạn nhìn các tay đua đấy, đánh và húc rất điêu luyện. Đấy, các tay đua va vào nhau, đâm vào nhau để tranh giành đường đua rất vui nhộn. Đấy, đây có một thí sinh ngoài 30 tuổi. Đây là một trường đua xe ô tô rất điêu luyện của các thí sinh ý. Đấy, quý vị các bạn đang theo dõi chương trình đua xe ô tô. Các thí sinh rất hồ hởi, phấn khởi, rất hăng say. Đấy, thậm chí còn như vậy là chạy lòng vòng để đâm va húc vào nhau để như vậy là tranh được đua, không cho đối thủ vượt lên trên. Đấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa, đấy đâm, đấy thấy chưa, đâm vào húc rất mạnh. Đấy, thí sinh ngoài 30 tuổi, đây là thuộc thí sinh đặc biệt là ngoài 30 tuổi. Đây cũng một thí sinh nữa cũng ngoài 30 tuổi. Thế là như vậy, trên trường đua xe có hai thí sinh ngoài 30 tuổi và đâm vào húc. Đấy các bạn nhìn chưa, đâm vào húc để tranh đường đua để giành về phần chiến thắng. Đấy, chiếc ô tô của thí sinh đặc biệt này là đang từ từ lăn bánh, bắt đầu phóng. Đấy, còn kia là các thí sinh đang coi tranh giành đường đua công thức 1. Đây là đua xe công thức 1. Đấy các bạn thấy chưa, đang đâm va húc rất mạnh. Đấy, các tay đua rất điêu luyện. Đấy, lại tiếp tục có một thí sinh nữa, thí sinh đặc biệt nữa,
ngoài 30 tuổi mặc áo xanh. Đấy, đang quay là đua nhau chạy rất là hăng, đâm va để tranh giành được đua. Có một thí sinh ở góc đằng kia là phía đằng kia là đi là xe bị đâm vào tường, huấn luyện viên phải lôi xe ra để cho chạy. Hiện nay vẫn có trên sàn đua vẫn là 7 xe, chưa có một xe nào xuất hiện nữa. Đấy, đâm vào rất mạnh. Đấy các bạn nhìn chưa, đấy chạy rất nhanh, phóng rất ẩu, đâm va, đấy đâm va không cho đối thủ, đấy đâm va rất mạnh không cho đối thủ tiến lên trước. Đấy, lạng lách đánh võng, lạng lách đánh võng. Đấy, hai xe phải dừng lại trước trường đua, đâm va. Đấy, khi đâm qua là tất cả các xe phải dừng lại giữa đường đua, tiếp tục đâm, tranh giành đường đua, tranh giành phần thắng. Tiếp tục có một xe nữa xuất hiện, một xe nữa xuất hiện. Lại một thí sinh ngoài 30 tuổi xuất hiện. Đường đua bây giờ rất tấp nập, rất sôi động, các thí sinh tranh nhau để giành đường. Các thí sinh đâm va rất mạnh. Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy, các thí sinh đua nhau rất ác liệt, giành phần chiến thắng. Đấy, đâm và rất mạnh. Để như vậy là giành đường của mình, không cho đối thủ để đi lên phía trước. Để đấy, đi rất nhanh. Các đối thủ tranh giành nhau từng giờ từng phút, từng mép đường, từng vạch. Đấy, đâm vào nhau là phải dừng lại, đường đua bắt đầu chậm lại. Đấy, tranh giành nhau từng mét đường, từng giây, từng phút để giành chiến thắng. Chiếc xe này gần như về đích. Hiện nay trên đường đua vẫn là 8 xe, còn một xe đã hỏng, một xe hỏng lốp đã đi về bến để thay lốp, tiếp tục thay lốp xong xe xuất phát. Thuyết minh giọng bị khàn, hôm nay là viêm họng cho nên là các vị quý vị thông cảm. Trên đường đua các tay đua đi rất nhanh, lạng lách đánh võng. Xe số 1 tranh giành xe số 2. Một xe đã hỏng lốp đi vào sửa chữa. Hai xe hỏng lốp đi vào sửa chữa. Đấy, các bạn thấy chưa? Chèn nhau, kẹt cửa, không cho vượt. Đã xong. Thay lốp đã xong, bắt đầu ra trường đua. Sinh đã dừng cuộc đua và đi về nơi tập kết. Tiếp tục, hai xe đang lao anh, hai xe đang lao trên đường.
đấy đấy, hai xe tiếp tục, hai xe tiếp tục chen 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 nhau, chen nhau đấy, không cho đối thủ vượt nhau, tiếp tục tiếp tục. Xe màu vàng đã lên trước, xe màu tím tụt lại phía sau, tiếp tục xe màu vàng nữa xuất hiện, hiện nay là còn 3 xe. Một xe màu vàng đã đi về bến, còn lại 2 xe tiếp tục đua. Xe màu vàng đang đuổi xe màu tím. Xe màu vàng vẫn chưa đuổi kịp xe màu tím. Hiện nay còn 2 xe. Xe màu trắng đi về bến. Xe màu trắng đi về bến. Còn xe màu tím đang tiếp tục chạy. Một xe màu vàng nữa xuất hiện. Tất cả hiện nay là 3 xe đang đua nhau, đang tranh giành nhau trên đường đua. Tím lại vượt lên xe màu vàng. Xe màu vàng lại tiếp tục vượt lên xe màu tím và chèn xe màu tím, không cho xe màu tím vượt lên. Xe màu vàng tiếp tục vượt. Hai xe đang ngang nhau. Hiện nay còn 3 xe trên đường đua. Một thí sinh đặc biệt nữa là khoảng gần 50 tuổi đang lái chiếc xe màu vàng. Màu vàng và vền xanh nước biển. Hiện nay 3 xe đang đua. Xe màu vàng đã vượt lên trên sau lưng xe màu tím và xe màu vàng viền cánh trả. Hiện nay các xe đang đua nhau trên đường đua. Xe màu vàng cắt đường để vượt xe màu tím. Các xe vẫn đang trên đường đua. Không xe nào nhường xe nào. Xe màu tím vượt lên phía trước, xe màu vàng đang đuổi theo sau và xe màu tím bắt đầu ra khỏi vỉa hè và tiếp tục lên đường. Xe màu tím đang chạy. Xe màu tím vẫn dẫn đầu. Xe màu vàng đang đuổi. Đây là chương trình đua xe công thức 1. Mời quý vị và các bạn đón xem. Xe màu vàng đang đuổi xe màu tím. Xe màu tím vẫn vượt xa xe màu vàng. Hiện nay còn 2 xe. Xe màu vàng và xe màu tím đang trên đường đua. Xe màu vàng vượt xe màu tím. Vượt rất xa, xe màu vàng vượt xe màu tím rất xa. Cả hai xe đều có tay lái đặc biệt. Cả hai xe đều có tay lái đặc biệt, ngoài 30 tuổi. Các tay đua rất điêu luyện, đánh nhau rất điêu luyện.
Hiện nay còn 2 xe, tất cả là 8 xe, hiện nay còn 2 xe, 6 xe kia đã về nơi tập kết. Xe màu vàng vượt xe màu tím đang đuổi xe màu vàng, xe màu tím đánh xe màu vàng. Hiện nay xe màu tím đang dẫn đầu xe màu vàng, duy nhất trên đường đua còn 2 xe. 6 xe còn lại đã hỏng lốp. Xe màu vàng vượt xe màu tím. Xe màu tím hiện đang dẫn đầu xe màu. Xe màu vàng đã vượt xe màu tím. Hiện nay xe màu vàng đang dẫn đầu xe màu tím. Xe màu vàng đang dẫn đầu. Hiện nay hai xe đang đua nhau, xe màu vàng đang dẫn đầu xe màu tím. Hai xe tránh nhau. Hai xe hiện nay đua rất là găng, tranh giành nhau từng đoạn đường, từng mét, từng thời gian. Hai xe đang chạy lòng vòng để chuẩn bị kết thúc cuộc đua, đánh nhau rất điêu luyện. Hiện nay xe màu vàng hỏng lốp phải dừng lại để sửa chữa, xe màu tím vẫn tiếp tục chạy, xe màu vàng sửa chữa xong tiếp tục chạy. Hai xe ganh nhau phải dừng lại giữa đường đua. Xe màu tím tiếp tục vượt xe màu vàng. Xe màu tím vẫn tiếp tục vượt xe màu vàng. Hai xe đang đua nhau trên đường đua, đang tranh giành từng mét đường, từng thời gian để giành chiến thắng. Xe màu vàng vẫn tiếp tục dẫn đầu. Cuộc đua xe công thức 1 vẫn đang tiếp diễn. Xe màu tím lại vượt xe màu vàng. Hai xe ganh nhau, va nhau để giành phần đi trước. Cuối cùng xe màu tím vẫn vượt lên trước. Xe màu tím vượt xe màu vàng. Xe màu tím chèn xe màu vàng, không cho xe màu vàng vượt. Hiện nay hai xe đang đi từ từ và về nơi tập kết, kết thúc chương trình đua xe công thức 1. Hẹn quý vị và các bạn chương trình sau.
Hiện nay cuộc đua xe công thức 1 đã kết thúc. Xe màu vàng chiến thắng xe màu tím.